Chào mấy bạn đến với kênh Di Bến Tre của mình nha mấy bạn. Hôm nay chủ nhật rảnh, sẵn có quán cà phê mới mở nên đi check in cho mấy bạn coi luôn. Nè Bến Tre mấy bạn. Quán đẹp quá. Này ở Bến Phàm luôn cũ rồi mà. Đi vô ngồi trước đi. Từ đi vô. Bỏ dép hay mang dép anh? Bỏ dép đi. Dạ. Đó. Uống gì kêu đi anh. Có gì đâu, bình thường à. Quán này mới mở nha mày. Đẹp quá. Được, đi đi. Trước đi tao lên theo. Cách xét cũ nữa rồi, xưa điện thoại bàn nữa mà. Em lấy